Chào các bạn, trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn bán đấu giữa danh thủ Hữu Quốc Nghĩa đại chiến danh thủ Vương Thứ Nhất trong giải vô địch cờ tướng toàn thể Trung Quốc tháng 4 năm 2019. Trong bán đấu này, Hữu Quốc Nghĩa cầm đỏ đi tiên, Vương Thứ Nhất cầm đen đi hậu, diễn biến của bán đấu diễn nhanh sau mà các bạn theo dõi. Đến đây với việc khuyết một tượng một sĩ và thua một quân thì hứa đành buông cờ đầu hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.